Rồi, hai xin chào tất cả mọi người nha, mình là Trần Nam đây. Thì hôm nay mình sẽ làm video để nói về cái việc mà nếu ví dụ mà làm xe bên mình mà các bạn mua đồ tới thì mình sẽ tính tiền công hay sao nha. Thì trước tiên mình cũng nói trước ấy, là cái việc các bạn mua đồ là chuyện bình thường nha các bạn. Có nhiều chỗ mình thấy đăng lên đúng không? Có những bài viết người ta đăng lên là mua đồ mà đem tới tiệm thì gọi là ăn trên đầu trên cổ người ta, rồi là làm như vậy thì nó không được hay sao đó. Thì cái đấy là cái việc của bên khác nha các bạn. Còn bên mình ấy là bình thường. Các bạn thích thì các bạn cứ mua tất cả mọi thứ rồi tới đây mình lắp cho nha. Tại vì biết sao không các bạn, nếu ví dụ mà các bạn mua ở bên ngoài nó sẽ rẻ hơn. Giống như các bạn mua cặp cam rồi là mua cái nồi cái thứ, các bạn mua ở bên ngoài nó sẽ rẻ hơn là mua ở bên mình nha. Tại vì bên mình sẽ phải bảo hành, rồi là các bạn mình cũng phải ăn chênh lệch thêm một chút nữa để mình có lời đúng không? Rồi mình ví dụ có vấn đề gì mình cũng phải bảo hành cho các bạn nữa chứ. Cho nên cái giá mình sẽ phải lấy cao hơn. Nó có những cái rủi ro trong đây đó các bạn. Còn nếu mà các bạn mua ở bên ngoài thì giá nó sẽ rẻ hơn. Rồi là nhiều khi các bạn nghĩ thế này là nhiều khi các bạn cũng đi làm vất vả, cũng bỏ tiền ra để các bạn kiếm tiền từng đồng từng cắc, rồi các bạn làm vì đam mê cái xe của mình đúng không? Mà ví dụ cái chi phí nó cao quá thì các bạn sẽ khó tiếp cận hơn. Còn nếu mà các bạn đã lựa được, tìm được những cục ESU cũ đúng không? Người ta bán những hội nhóm nó khá rẻ thôi. Rồi là các bạn kiếm được những cái chỗ bán đồ mà nó rẻ thì các bạn cứ lấy về. Còn việc bên mình thì làm nghề thì đơn giản lắm, cứ các bạn nếu mà các bạn làm đồ bên mình thì mình tính tiền, còn nếu mà các bạn có đồ rồi thì mình chỉ có tính tiền công thôi. Cho nên là cái việc mà các bạn mua đồ vừa tới tiệm của mình làm là hoàn toàn bình thường nha, mình sẽ không có một cái vấn đề gì hết á, vẫn bình thường thôi. Các bạn tới đây thì mình sẽ có tiền, có việc làm, rồi có tiền công cái thứ để mình làm đó. Cho nên là mình không có dị nghị hay là bất cứ một cái gì về vấn đề mua đồ, để cho các bạn biết rõ nha. Cứ mua tới đây bất cứ một cái gì các bạn mua tới đây mình làm cho, không có phải lo lắng gì các bạn, mình chỉ lấy tiền công thôi. Bên mình làm thì bên mình sẽ tính cái kiểu của bên mình nhá. Còn nếu mà các bạn mua đồ thì các bạn cứ mua, nhưng mà khi mà các bạn mua đồ lẻ thì nó sẽ có những cái rủi ro. Tại vì khi mà nó có những cái sai sót gì đó mà nó có vấn đề gì ấy, thì có thể là các bạn sẽ đi đổi lại, mà có nhiều chỗ người ta không cho đổi lại các bạn, thì các bạn sẽ phải ôm luôn. Thì nhiều khi các bạn tính rẻ nó sợ nó nhiều khi nó ra nó lại mắc đúng không? Còn như bên mình làm thì ví dụ cái nồi mình thay đi nó có vấn đề gì mình phải bảo hành cho các bạn. Nhưng mà khi bây giờ mình làm cái nồi cho các bạn, mình sẽ căn đúng kỹ thuật thôi. Căn ok nhất có thể, mà ví dụ nó có cái vấn đề gì như kiểu nhảy sên rung sên mà những cái mặt này nó không cân xứng ấy, thì mình cũng đâu có bảo hành được đâu các bạn. Tại vì nhiều khi các bạn mua cái nồi nó bị có vấn đề. Giống như kiểu cái nồi này của mình là giống cái nồi này là mình mua về mình lắp cho khách nha. Nhưng mà gắn vô căn nó bị nhảy sên, mình không có cách nào mà căn hết được các bạn. Cái lò xo kiểu là cái mặt nó không ok, với lại cái mặt nhôm nó không ok, với lò xo nó không ok, nó bị nhảy sên. Căn cỡ nào nó cũng hết nha, tháo 2-3 lần ra nó vẫn nhảy sên là nhảy sên. Cho nên bây giờ mình trả lại ấy, thì người ta bảo cái này nó không bị lỗi gì, tại do mình căn mình không biết căn thôi. Nhưng mà thực sự thì cái nồi này mình căn quá nhiều rồi, mình biết là cái này không căn được, thì cuối cùng là ôm nó vứt đi thôi. Thì nếu mà như các bạn thì các bạn phải chấp, nếu ví dụ các bạn mua cái nồi này đúng không, ví dụ là cương vị của các bạn mua cái nồi này, các bạn vào đây gắn mà nó có vấn đề gì thì các bạn phải chịu chứ ai bảo hành cho các bạn đâu. Còn như bên mình ấy thì khi mà làm mà nó có vấn đề như vậy thì mình phải tháo cái nồi mình vứt đi. Cái nồi này là giờ xài ra đâu các bạn, vứt là có như lỗ cái nồi nha, xong phải lấy cái nồi khác gắn vô à, thì mình phải bảo hành những vấn đề vào đây. Khi mà giao xe là phải ngon lành cho các bạn rồi. Thì làm nó cái xe này ấy, thì anh có cục ESU rồi, kim phun rồi, nồi rồi, cam rết leo rồi, họng xăng rồi, lò xo đầu rồi, cái gì nữa ta, van ganti chỉnh tay, nói chung là đầy đủ hết rồi nha. Thì mình sẽ lắp vô. Cái lòng ấy thì không có tháo ra, tại vì anh tính lên 60.3 cơ, nhưng mà giờ chi phí nó chưa đủ, thì anh muốn làm cam xăng nồi trước, xong rồi mai mốt ví dụ mà có tiền thì anh sẽ rẽ máy ra anh làm luôn, rẽ máy ra ép dên làm dên với lại làm cái lòng này luôn, cho nó ok. Thì cái đấy là về sau này nha các bạn. Còn bây giờ thì cứ làm trước mắt như thế này đã. Rồi. Thì cái đầu ấy thì hai cái xúc bắp lửa nó đã bị lỏng, nhưng mà trong cái mức độ có thể mà sử dụng đỡ lại được thôi nha. Nó không ngon lành gì nhưng mà sử dụng đỡ lại được. Thì chủ xe ông kêu là cứ sử dụng lại cái xúc bắp đó. Sử dụng lại cái xúc bắp đó rồi mai mốt ví dụ mà làm 60.3 thì thay luôn xong cho nó ngon lành xong, nhưng mà giờ giữ lại. Rồi thay lò xo đầu, lò xo đầu này thì 3.1 nha. Thì lò xo đầu ấy, nó có nhiều kiểu mà mình cũng đã làm video về cái lò xo đầu rồi. Cái độ cứng của nó là một phần thôi, nhưng mà quan trọng nhất là cái độ đàn hồi và cái lực nén cái xúc bắp vô cái miệng ấy, để cho nó ép chặt để nó khỏi thất thoát hơi đúng không? Với lại cái độ đàn hồi của nó phải nhanh để nó không có bị ré. Còn ví dụ mà lò xo các bạn mua mà nó cứng nha, mà nó không, cái độ đàn hồi nó không tốt ấy, thì nó cũng sẽ bị ré thôi các bạn.
Cái này thì mình cũng chưa xài thử cái loại này bao giờ, nhưng mà theo tương quan của mình thấy thì cái này chắc chắn nó sẽ rẻ cũng khoảng tầm 11.500 là nó sẽ rẻ nhá. Tại vì những cái loại kiểu nó so giống như này thì mình cũng đã gặp nhiều rồi, có khoảng 11.500, có khi 11.000 nó rẻ rồi, nhưng mà nếu mà tối đa thì cũng 12.000 là nó sẽ rẻ thôi các bạn. Để khi mà mình làm xong mình sẽ test cho các bạn xem nhá, cho các bạn thử để xem thực sự mình đoán nó đúng hay không. Rồi cái cặp cam này ấy, thì cặp cam Red Leo S1 nha. Cam Red Leo S1 thì khi mà mình mua về chắc chắn là mình sẽ phải căn góc cam nha các bạn. Còn khi người ta chỉnh như thế này thì mình không có niềm tin đâu. Tại vì trước giờ mình mua cam Red Leo rồi, mình đã căn cam Red Leo cũng khá nhiều rồi, và mình chưa thấy có cặp nào mà nó đúng theo thông số mình mong muốn nha. Nói chung là mình phải chỉnh lại, có cái cốt cam mà nó sai tới mười mấy độ các bạn, 7-8 độ, sai mười mấy độ luôn. Cho nên mình sẽ căn lại góc cam mà đúng theo cái mong muốn của mình, để cho nó ok nha. Thì mình sẽ căn lại góc cam. Rồi cái nồi thì mình sẽ thay một cái bộ lá bố cháy rồi, còn lá sắt thì thấy cũng tương đối được thì mình sử dụng lại. Rồi cái họng xăng ấy thì nó mấy cái họng xăng độ này nó sẽ hở nha các bạn, cái đồng tiền nó sẽ hơi hở. Nếu mà các bạn đi cháy lớn ấy thì nó hở như thế này là bình thường. Các bạn để cho gió nó vô nhiều đúng không, các bạn chỉnh gan tinh chỉnh tay nữa thì nó sẽ ok thôi. Nhưng mà nếu mà Isuzu, nếu mà xe zin ấy, cái lượng hút gió nó ít thôi, mà ví dụ mà cái đồng tiền này nó hở quá, nhiều khi găng ti nó bị rú lớn, cho nên mình phải căn lại đồng tiền. Đó, mình chỉnh lại đồng tiền cho các bạn luôn. Rồi thì tiền công sẽ như thế nào? Cái này thì mình sẽ móc hút xẻ, rồi là thay một cái rong quy lát, rồi là tiền công căn cam, căn đồng tiền, rồi là làm nồi. Nồi mà các bạn đã mua về để mình căn rồi thì tiền công thì sẽ là 300-350 nha các bạn. Nếu mà ví dụ nồi bên mình thì mình sẽ làm cũng khoảng tầm 250 tiền công. Nhưng mà nồi các bạn mang tới thì mình sẽ căn giá nó khoảng từ 300-350 tùy cái độ khó của nó nữa. Thì mình sẽ sắp xếp mình lấy, nó sẽ mắc hơn một chút nha. Tại vì đồ của các bạn mình không có tí lời ở trong đó mà mình lấy cái giá 250 thì nó không bỏ công đâu các bạn ạ. Căn cái nồi tháo ra rồi bao nhiêu, làm cái nồi thì nhiều khi các bạn bảo nhanh nhanh vậy chứ học bao nhiêu lâu mới làm được cái nồi các bạn. Bị vật nhiều, mình cũng phải bỏ kiến thức thôi, là bỏ cái chất xám vào đó chứ. Các bạn nhiều khi cứ nghĩ bảo cái nồi căn nó dễ lắm, các bạn cứ thử căn thì biết nha, nó rất là khó. Có những người ta bảo làm nồi nó dễ ở thôi, thì những người đấy đang bị vật teo tua các bạn, nó không có dễ đâu. Rồi cam này mình căn cái góc cam ấy, đọc cam đúng không, rồi mình căn góc cam thứ thì cái tiền công đọc cam với căn góc cam lại là 300.000 nha các bạn. Nếu mà cam của các bạn, còn nếu mà cam của bên mình thì mình sẽ lấy 200.000 tiền công, 200.000 tiền căn. Còn nếu mà cam của các bạn thì nó sẽ bán là 300.000. Rồi căn đồng tiền là 200.000. Rồi là tiền công tháo lắp đầu lòng nồi ấy, thì nó cỡ khoảng đầu với nồi ấy, thì nó cỡ khoảng tầm tổng của nó ra cỡ khoảng tầm 800-900.000 gì đó, cỡ 900.000 khoảng đó thôi. Rồi thì còn cái này, xe này còn thiếu lọc trụ nữa thứ nữa. Thì mình cũng nói với các bạn ấy, nếu mà bây giờ nói mà chi tiết ra thì nó cũng hơi khó, nhưng mà mình sẽ tóm tắt lại ấy, là nếu mà ví dụ mà đồ của các bạn đem qua để cho mình làm ấy, thì cái giá tiền công nó sẽ cao hơn một chút nha các bạn. Nó sẽ cao hơn chứ nó sẽ không như cái đồ của mình lắp cho các bạn, thì mình lấy như kiểu công là 800.000 đúng không, nhưng mà nếu mà các bạn đem đồ tới thì nó sẽ là 1 triệu, 1 triệu mốt gì đó, thì nó sẽ chênh lệch thêm một chút. Để mình còn có một chút đồng lời trong đó đúng không các bạn. Chứ nhiều khi cái này mình mua về mình cũng phải, ví dụ nha, nếu mà mình mua một cái cặp cam này về, ví dụ thôi, mình không rõ giá là bữa nay Red Leo bao nhiêu, nhưng mà ví dụ mà mình mua cũng khoảng tầm 1 triệu, thì khi mà mình gắn cho các bạn thì mình sẽ tính 1.2 triệu, mình sẽ lời 200.000 ở trong đó. Đó thì 200.000 đó là để mình có, ví dụ mà có vấn đề gì thì mình sẽ phải có trách nhiệm bảo hành cho các bạn. Ví dụ nó kêu, những cái gối cam này nó dễ bị kêu, có thể người ta mài chuẩn thì nó sẽ êm thôi, nhưng mà vô tình mà gặp cái cốt cam nó kêu ấy, thì mình phải có trách nhiệm để mình đàm phán mình đổi lại cặp cam này. Mà ví dụ mà cái bên đổi mà người ta bảo bình thường mà người ta không cho đổi ấy, thì lại mình lại phải bỏ cặp cam này đi để mình lấy một cặp cam khác về mình lắp cho các bạn. Nó có những cái rủi ro như vậy, mình giao xe mà nó kêu thì nó rất là không được đâu. Cho nên là mình giao xe nó phải êm ấy, thì nhiều khi mình gặp cái lỗi thì mình phải đổi lại cặp khác. Người ta cho đổi thì đỡ, nhưng mà nếu không cho đổi ấy, thì mình lại phải bỏ cặp cam đi nha. Mình đã từng bỏ các bạn cặp cam TA mình để ở đấy, giờ là không đổi được, không làm gì được, là mất 1 triệu mấy đó. Cái đấy là rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra, cho nên mình lấy 200.000 tiền chênh lên ấy, để mình có những cái rủi ro đó và mình có một chút đồng lời. Ví dụ nó có vật mình thì mình đã có lời trong đó thì mình sẽ bảo hành cho các bạn. Chứ không có ai làm ăn mà mua 1 triệu về bán cho các bạn 1 triệu đâu. Cái đấy là mình nói thật luôn, nói thẳng ra như vậy luôn,
không ai làm ăn mà bán về vốn đó. Cho nên là làm đồ đồ ở bên mình thì mình đã có cái tiền chênh lên thì cái giá, cái tiền công mình sẽ sắp xếp cho nó vừa phải thôi, nó đủ đồng lời của mình thôi. Nhưng mà khi đồ các bạn đã mua tới đây hết rồi thì mình sẽ phải lấy tiền công cao hơn hơn bình thường của đồ của mình một tí, tại vì nó có nhiều chi phí. Các bạn mở được cái tiệm ra mà làm cho các bạn ấy thì mình đã từng phải học nghề rất nhiều thời gian đúng không, rồi mình cũng phải ăn uống, rồi là tiền nhà, tiền cửa, rồi tiền thuế má, rồi là kính thương các loại tiền. Mà nếu ví dụ mà mình cứ lấy cái giá mà nó không, nó thấp quá, nó không có lời mà đủ cái số tiền mong muốn của mình ấy, thì mình sẽ không đủ trang trải chi phí, kiểu là vậy thôi. Để cho các bạn biết nha, nếu mà cái ví dụ mà các bạn mà muốn làm xe mà muốn mua đồ về tới đây cho mình ấy, thì mình sẽ bình thường tới đây mình sẽ làm cho các bạn từ ANDF, mình chỉ tính tiền công và tiền công thì sẽ cao hơn một chút thôi, chứ đừng có suy nghĩ là bảo mua đồ sợ tới tiệm mình làm là ngại lắm, không biết là có làm cho các bạn không. Cứ mua thoải mái, mua bất cứ một cái gì tới đây mình làm cho, mình lấy tiền công. Và cái độ bảo hành ấy, thì bảo hành cái gì các bạn, mình căn bảo hành là có nghĩa là góc cam mình bảo đảm là mình sẽ căn đúng theo cái thông số mà mình đưa cho các bạn. Khi mình căn xong là sẽ có cái thông số nha, mình sẽ đảm bảo là cái thông số nó chính xác là như vậy, mình đã có căn, chứ không phải là mình gắn lên xe mình không căn mà tính tiền căn đâu các bạn. Mình ở đây mình không làm việc theo kiểu mà bập chột cái đó, cho nên là mình sẽ bắt đảm bảo là mình đã căn. Còn ví dụ mà cái cốt cam nó kêu ấy, thì cái này là cốt cam bạn mua, các bạn phải phải nói với cái bên bán đúng không. Còn mình thì sẽ không còn cái trách nhiệm gì về cái cốt cam này cả. Rồi là cái nồi thì mình sẽ căn cho các bác đạn ngay tâm, cho cái lá bố lá sắt nó không có, nó cái lá bố lá sắt là nó không bị cong vênh đúng không, mình gắn vô bảo đảm ok. Cái bạc đạn, cái lò xo mình sẽ gắn vô, mình căn cái ngay tâm bạc đạn. Mà ví dụ mà vô tình mà nó có bị nhảy trên hay là gì thì mình sẽ không bảo hành các bạn. Cái nồi này đâu phải của mình thay đâu mà bảo hành đúng không. Người ta ví dụ người ta gia công nó bị lệch mà cái mặt này nó hơi bị vênh một tí ấy, mà mình căn làm sao mà nó ngon được, làm sao mà nó ngon được. Cho nên cái việc của mình ấy, khi mà các bạn mua đồ tới mình chỉ có làm đúng thôi. Còn những cái vấn đề mà lỗi kỹ thuật mà do bên nhà sản xuất các thứ làm sao đó thì các bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm nha. Mình không có liên quan bất cứ một cái gì về trách nhiệm đó nữa. Mình chỉ là người gắn vô thôi. Chứ nhiều khi mình các bạn mua một cốt cam mà vô tình nó bị lỗi đi, mà mình căn đồng tiền nó ok ngon lành rồi mà nó vẫn bị kêu ấy, mà cái gối cam mà do cái gối cam là nó bị mài không đều, nó bị kêu, thì nhiều khi các bạn lại đổ thừa cho mình là tại sao mà căn đồng tiền nó kêu quá, là gắn cốt cam sao nó kêu. Thì cái đấy là các bạn đã, nếu mà ví dụ các bạn mà nói mình như vậy là bị sai nha. Nếu mà mình căn ok rồi, tất cả đều đúng kỹ thuật rồi mà nó kêu ấy, mà cái gối cam này nó không đều, thì các bạn phải nói chuyện với cái bên sản xuất cốt cam đó, ngắn gọn là vậy thôi. Còn nó sau đầu thì bây giờ ví dụ mà mình căn thì mình cũng sẽ căn gắn vô thôi đúng không các bạn. Mà vô tình mà nó bị ré lò xo hay là gì đó ấy, thì cái đấy là do các bạn mua cái lực lò xo nó không tối ưu thôi, thì nó bị ré sớm thôi, thì cái đấy thì mình đâu cũng không có trách nhiệm gì hết. Khi mà ví dụ mà nó tới 11.000 nó ré thì mình sẽ mở từ tua tới 11.500 nha, để cho nó tới khoảng ré tối đa nhất có thể. Còn lại thì tùy duyên thôi, nó được tới đâu thì mình sẽ mở tới đó. Cái này nó ré, có xe mà người ta thay nó cho độ 10.500 tua nó đã ré thì mình phải khóa lại 10.500 tua các bạn, chứ mở cao quá nó ré nó sẽ đá, nhiều khi nó trẻ về không kịp nó sẽ đá xúc bắp luôn, là các kiểu hư hại động cơ mình, hiểu không ạ. Rồi, cái video ngắn ngắn vậy để cho các bạn thêm thông tin về cái việc làm bên mình nha. Chứ giờ mà nói phân tích chi tiết ra thì nó sẽ dài dòng video của mình. Các bạn sẽ chả có thời gian để xem nha. Rồi, hy vọng là cái video này sẽ giúp ích gì đó cho các bạn. Chào các bạn.